cỏ trục bơm nè các bạn. Văng không? Văng dữ không? Nó văng dữ không? Nó văng dữ không? Nó cuốn vậy thì mình đứng sau mình bị hả? À? Mình đứng sau là bị dính hả? À? Phải không? Đứng sau rồi. Đứng xa, cái này phát nó nhanh mà thật ha. Như cái vàng này là vàng nhỏ nè. Ngừng lại chưa? Ngừng chưa? Quay gì đó. Đấy là mình ngừng lại chưa? Cái này là xe của nhà nước hả? À? Dạ. À. Xe của doanh nghiệp. Xe của doanh nghiệp hả? À? Đóng chỗ bà thế hả? À? Phải không? À? Đóng cho bầu sen á. À, bầu sen hả? À, đóng ông gì? Quên rồi. Ông cái ông gì nằm phía qua ngã ba đường dài lên chút đúng không? À, à cái này là mình còn chỉnh sát xuống được nữa chứ đúng không? Không, cái này là hết rồi đó. Cái sao cái hết mức rồi hả? Cái lưỡi này bây giờ nó mòn quá, mình phải thay cái lưỡi khác. À, nó mòn quá hả? Nó mòn quá rồi. À, cái này mình phát được bao nhiêu lâu rồi? Cái này phát ở 5 tháng rồi. 5 tháng rồi hả? À, mà ngày nào cũng phát hết. Ồ, hắt ghê ha. Nó bền vậy hả? Nhiều, nó lâu lắm. Như vậy nó bền chứ nó đâu có gì đâu ha. Cái này á, là một cây vậy nè. Ví dụ bình thai á, là một cây như vậy nè. À. Một cây như vậy là đem đi cho nó đạp cho nó gèn, nó mài lại cho mình. Là một cây nó 60 ngàn. Mình mua mới một cây có lưỡi có 40 ngàn cho mấy mà. Không bằng. Không bằng hả? À. Tại vì ngoài kia biết sao nó là nó thép á. À, nó thép nó không bằng. Còn mình mài sắt không thấy gì, nó chặt nó mau lắm, khi mình chặt chung đá rồi nó cũng gãy nữa. À vậy hả? Nhưng mà cái này là mình tự chế thôi nè. Cái này mình tự chế thêm. À, vì sao khi mà mình chạy là như là cái hàng này nè. À. Nó có đất này kia, bắt đầu nó cuốn vô cái ống này. À. Cuốn nó dày. À, cái đội lên. À, cái này là mình gạt đi. À, cái gạt đó. À. Nhưng mà nó đội lên cao, cái là cỏ cái này nó phát ra là cỏ này nó lên cao lên. À. Đó, à, nó không được sáng. À. Cái này nó bắt lưỡi sống. Lưỡi sống. Lưỡi chết đó. Biết rồi. 2, 4, 6. Ờ cái này mét 2 hả? Mình làm đi lương cao không? Bên công trình công cộng nè. 8 triệu. 8 triệu một tháng cũng được rồi chứ ha. Sống được rồi. Nhưng mà mình chạy mấy ngày mình chạy cái này thì một ngày nữa còn cho thêm 100 ngàn nữa. À, chạy này còn cho thêm 100 nữa. Chạy 1 ngàn 100, khi nào chạy thì cứ 1 ngàn 100.
Vậy là tháng thu nhập trên 8 triệu rồi. À 10 cũng được rồi ha. Ngon lành rồi, khỏe rồi. Rồi kêu lên kênh Saika TV coi nha. Kênh YouTube á. À, cứ đánh mấy phát cỏ chục bâm à, nó sẽ ra. Mấy phát cỏ chục bâm là ra. Rồi lên chạy ghế bên. Mình tên gì? Hả? Cảnh. Cảnh hả? À Cảnh. Ở công ty công trình công cộng thành phố Long Khánh hả? À? Ờ, của chú Anh á. À, đúng công ty của tư nhân à? Tư nhân. À, rồi. Cảm ơn nha. Đó, các bạn xem cận cảnh cái máy phát cỏ chục bâm ha. Đó, đầu giờ đề 3 nè. Bền hả chứ các bạn, nó quanh năm suốt tháng mà cứ chạy miết vậy mà nó không hư là không bền vậy chứ, đúng không? Chúng đá cho nó văng chết luôn.